Điệp mến gửi lời chào cả nhà nha. Chào cô dì chú bác anh chị em đang xem ảnh nhỏ của Điệp. Điệp lên Long An, Điệp cũng đi săn bắt đó, dầm mưa bắt mấy tổ ong rồi đi dở nồi giớn. Rồi Điệp bị đặt 12 cửa ngục nữa. Rồi Điệp bắt thêm 4 ong nuôi dẻ. Thì Điệp bị thấm trúng nước càng cả nhà ơi. Điệp bị mắc mưa đó, rồi dầm mưa đó, rồi dầm nắng nữa, rồi bị trúng nước. Nói chung cuộc sống của Điệp hàng ngày là gì đó, cũng cơm áo gạo tiền thôi, cũng vì chén cơm nên Điệp phải đi xa quê, chạy xe từ quê Điệp đến Long An lấy đến cái chỗ mà Điệp đi săn bắt đó là tới 3 tiếng mấy đồng hồ đặng. Thì nói chung là Điệp kiếm miếng ăn là phải đi xa quê vậy, chứ gần gần nhà giờ anh em cũng bào nhiều quá nên đi vô rừng. Thì Điệp cũng cảm ơn ông bà cô dì chú bác anh chị em trong thời gian qua đã xem clip và ủng hộ kênh, Điệp thành thật cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Sáng giờ cái chai nước cũng nó gần hết rồi, cái chai nước á, Điệp vô chai nước biển với có thuốc bổ không nói nữa nên nó cũng gần hết rồi, Điệp mới có ngóc đầu dậy nổi chứ Điệp mơ mơ màng màng luôn á. Thì trong cuộc sống mà mỗi cây mỗi trái mỗi nhà mỗi cảnh, Điệp cũng vậy giống như các anh em đồng nghiệp khác cũng vậy, cũng bươi vào để kiếm được miếng ăn lo gia đình cũng vất vả lắm. Thì trong cuộc sống của Điệp hàng ngày sao Điệp chia sẻ vậy. Bây giờ thì Điệp về tới Cần Thơ rồi, thì Điệp bắt có 4 ổ rồi dẻ, thì rồi Điệp về luôn. Nói chung là Điệp đi á, một ngày có khi bắt được 1 ổ 2 ổ, rồi như kiếm được 1 cái video hay 2 cái video á. Điệp cho màn hình nó cháy ngay nhà tại đau quá. Thì giờ Điệp mời cô dì chú bác anh chị em nhớ ủng hộ kênh cho Điệp. Thì anh em nào mà mới vô tình liếc qua những lần clip video của Điệp hãy nhớ đăng ký kênh. Dưới video là bên phải là chữ màu đỏ chữ đăng ký, còn bên trái dưới video bên trái là chữ like, là ngón tay giơ lên ủng hộ cho Điệp cộng thêm động lực. Điệp thành là cảm ơn cả nhà trong thời gian qua và anh em mới vô tình lướt qua nha, Điệp cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì Điệp nói chung là Điệp đuối lắm, 2 3 ngày nay Điệp về tới cái Cần Thơ rồi mà Điệp nằm mơ mơ màng á, gia đình kêu dữ lắm. Rồi sáng nay vợ mới chạy xe đi thì đi ra ngoài bệnh viện để vô nước biển đạm đồ đó cho thuốc rồi để đấy. Điệp cũng vô chai nước cũng thôi cũng gần hết rồi, khoảng 15 20 phút nữa là hết rồi. Điệp về Điệp mới khỏe lại rồi Điệp mới nói chuyện được. Thì bây giờ Điệp mời cô dì chú bác anh chị em cùng xem Điệp bắt 4 con nuôi dẻ nha. Điệp bắt xong là Điệp về đây luôn đó, là Điệp vô bệnh viện luôn đó. Rồi Điệp mời cô dì chú bác nha, Điệp bấm máy. Mến gửi lời chào khán giả đang xem màn ảnh nhỏ nha. Thì hôm nay Điệp cùng với
anh em đi bắt ong rẻ cùng với kênh YouTube Thuận Hà và anh Nhiên. Thì hôm nay đi bắt ong rẻ cả nhà ơi. Bắt ong mặt giờ hết có rồi, khô rồi. Leo bằng thở như chó mà không có miếng mặt. Khổ lắm. Bây giờ chúng mát đâu rồi, ôm người dễ đâu. Chào khán giả nào nè mấy anh ơi. Từ từ nha cả nhà ơi. Đâu rồi? Còn không? Nè. Có thỏ, đồng có thỏ. Trên đó thỏ, ở dưới đó hai thỏ. Xin chào cả nhà. Chào mọi người nha. Nè ổ này dép nè, quay ra anh đẹp. Đâu? Đó. Đu trên cây. À nó đu trên cây này hả? À cây này nè. Đâu lại nắm cái đọt cái giật thứ ra nó bay không? Thôi cha nội xú dại má này. Ác thiệt. À, kéo bên nữa nha. Ý ý nó ra vậy nè, căng đây nè nha. Nó có cục vàng vàng đó cả nhà. Đương nhiên đâu, thấy có ổ rồi. Đó, ở đó là tổ. Đó là tổ dưới đâu? Ở dưới lùm đó hả? Hả? Đó. Ờ vậy. Cái này mai vô chưa? Thôi giờ điệp chuẩn bị anh em ơi, điệp chuẩn bị đi bắt. Tổng cộng là bao nhiêu tổ? Đó nó vô hết. 1 2 3 4 tổ. 3 4 tổ. Ê kìa đằng kia hai tổ nó kìa. Đó. Kìa, đó trên cái chạm đó. Đúng. Hai tổ trên cái chạm đó. Đó. Hai tổ. Trời ơi trời, cái chạm đó không thấy trời. Trời ơi trời, con chó béo hả? À. Gì? Ổ không bắt. Ổ đó không bắt hả? Ừ. À, tổ bằng cái tô rồi đó. Đó hai tổ, đằng đó một tổ nó bỏ. Vậy là u vậy là trong này năm sao sao ổ luôn á, tính vòng vòng đây á. 1 2 3 4 5 6 7 tổ. 7 tổ hả? 7 tổ mà bị gỡ rồi á. Ôi Thuận ơi đừng vô, ghê quá. À. Đừng vô nội ơi. Đi coi động á. Túi cũng công không dưới mương lặn cả đám nữa. Rồi thôi ra chuẩn bị, anh em nào biết bắt rồi thì cùng trải nghiệm nha. Còn cái này á, ví dụ như Điệp nói là cái này nè cả nhà. Ông này nói chung mình cũng rất là hung. Nhưng mà vậy anh em là chưa có từng bắt á, đừng có làm theo nha. Thấy anh em trên mạng làm á rồi làm theo nha. Thì Điệp cũng không có khuyến khích anh em phải làm theo. Giống như các kênh khác cũng vậy đó. Người ta có chuyên nghiệp. Rồi thôi Điệp chuẩn bị trang phục một cái nó may mới được nha. Áo quần vô một cái. Đây hành trình của anh Điệp nha. Trang phục nha anh em ơi, đừng có thấy ở trên mạng mà nó bán mà một cái bao tay này là anh em cứ mua trên mạng đi về mà là không được nha, nó quýnh chỗ nha. Quýnh để chảy luôn. Vậy. Quýnh sốt người luôn. Phải mang thêm 2-3 cái bao tay nữa. Nó hai có... một cái, hai cái. Ừ. Nó chỉ đừng có thấy mà một cái bao tay vậy mình về mình nhà mình trồng vô là quýnh mà có nước mà má nhìn không ra luôn á. Anh bắt hay em bắt? Vậy. Thôi anh bắt đi em quay. Rồi vô. Tôi vào. Hôm nay mọi người chắc chưa thấy cận cảnh của anh Điệp bận đồ này đâu ha. Hôm nay tôi quay cho cả nhà coi chứ nha. Ngon lành. À, mấy anh bắt ong thấy khóc chết luôn. Mấy anh bán ong đồ ong rách em dán lại vậy đó. Rách nè, bữa hổm bạn của mình nó bị thương một mũi, quýnh vô cùng gói một mũi nha. Không, nếu anh em nào đang xài cái bao những cái bộ đồ này nè, anh em nên mua keo đó về dán lại hết. Anh em mua 100k là về dán đã luôn, full bộ đồ. Nhiêu? 100k thôi. 100k hả? Mày dán nha, kéo ra là đi tối rồi. Chứ là một nó một hồi nó dính nọc. Đây buông. Cái gì dính nọc? Rồi. Tính ra mấy bộ đồ của mấy ông cảnh chết. Điệp hoàn thành rồi nghe cả nhà. Đó như gì nè. Chào cả nhà nha. Ha. Không vô đi. Đứng gì á. Ủa sao tắt hình Điệp? Đúng màn hình. Đúng màn hình. Đúng màn hình, đừng nhắn, đừng màn hình. Ừ. Em không có cái ta. Cái gì? Rồi không có cái gì? Ừ, hồi em mượn cái khẩu trang của anh. Đây này, anh đưa máy cho em mượn.
cầm giá chắc. Đeo khẩu trang hay gì? À, không, ở không phải em cầm cái máy khẩu trang. Anh lột ở trên cái nón bảo hiểm của anh ra, có khẩu trang ra trên cái nón bảo hiểm. Cái khẩu trang giải á. Đó, đó nó rớt rồi đó. Đang lao hả? Ừ, cho em mượn. Hồi có gì đó lao mắt camera ba cái nọc ông á. Rồi em cảm ơn anh Thuận Hà nha. Xin mời. Xin mời ha, vô. Vì điệp bắt cũng được nữa nghe nè, nhưng mà có cái điệp quay cho nó chuẩn á, cái thằng nó đóng trên cây cao á, anh Nguyên ảnh cao hơn điệp, anh Nguyên ảnh leo nhưng còn xuống được, điệp thấp quá. Con này lúng hả anh? Rồi tổ ở đâu đâu nguyên nó ra kìa, ôi vô vô mắt rồi. Ôi da, cậu bậy. Thưa rồi. Thấm rồi, thấm rồi, thấm rồi. Thịt với thịt vô con mắt em, em nãy khỉ quá, em kéo. Không có kéo xuống được. Để coi tổ ong thôi. Ừ, vô đất rồi, vô đất rồi. Vô hết rồi, mấy con chải rồi, hết nhìn luôn. Nó bước vào, nó đứng trưởng này. Tại vì em không có kéo xuống được, em lên cầm cái này. Thì nó gác rồi mắt. Thích chưa liền trời. Nhận được rồi. Mình đi ra đây chút xíu. Được, ok được rồi. Ừ. Hỏi kia làm sao bắt được. Anh đi vòng kia, anh vào số đi xuống hả? Đâu rồi, em không thấy gì đường dây luôn nè. Đâu rồi? Rồi, thôi rồi. Quá đẹp. Hai ổ hả? Anh không lấy nha. Dây. Bây giờ mắt em quá trời mắt rồi. Tự ý quá, vừa bước vô chưa có kịp đỡ nữa. Có. Nó bị hất đi lên trên cái hướng báo mắt này trời. Quay nha. Hết hai thấy đường quay luôn rồi. Ở nhà cũng tâm thế nha. Mắt là được giờ giữ gắm con mắt rồi. Vậy đó. Em phải máy rồi nè. Tại vì cái máy mà được quay á, đi chỗ một á. Cái máy này mà cầm anh để đại xuống dưới đi. Mà cầm cái máy rồi. Để chùi cái nha. Đấy mắt camera đầy căm luôn rồi. Hay thiệt chứ mấy con này. Quá đẹp. Ừ, để lại. Dở lên, để lại cái ổ luôn. Chưa gấp. À, sáng thế rồi. Ây da. Địt chuối cái nha. Trợn mắt con mắt thốn rồi. Hả?
công nhận nó khó chịu quá, đi bắt không. Tại vì anh cao mà cáo đó nó hợp, còn em lùn quá cáo nó nhô nhô lên xong rồi lên căn cổ cái lỗ thở á, cái vô ngon vô ngay căn con mắt luôn, vừa xuống là sụp mắt liền, vô thiệt. Mắt bên tay phải được vừa quá trời, hồi chắc hỏi tập nâu chơi khẩu này lớn nè, khẩu lớn rồi. Ý, dớt rồi, cắt cái cộng, cộng cộng liền một bông. Ê, lấp, lấp. Còn quá đẹp luôn. Đây cho nhà. Cắt luôn cộng cộng liền bằng một bông không? Lấy dao, dao, dao. Dao, dao. Quá im nè, lấy dao cắt cộng vô làm bông. Thả ông ra nè. Chọn lên là đưa ông dao cho em cành. Đưa ông dao đây. Quay quay ấy rồi. Mấy tổ rồi ta? Bốn tổ hả? Bốn tổ rồi cũng không có được nhiều. Rồi anh đi trước đi, nãy tổ ở đây nè. Tổ này vừa vô là thịt vô mắt của em nè. Tại vì em lùn quá đó, cái áo thì nó bự, phùng phền, mặc vô giống như con robot đó. Siêu nhân vậy. Nó phùng phền. Rồi cái đầu nó được cao đi xíu thì không ảnh hưởng. Thấp quá. Chịu thiệt. Thịt vô mắt giờ thốn quá trời. Úi da. Ông này thì nó khác hơn ông rừng. Mình đi ra khỏi tổ nó tầm giá chừng 20-30 thước à, là nó không có theo nữa. Còn mà ông mặt nó chạy ra bằng 200-300 mét nó còn lại bay theo, nó còn quýnh nữa. Ông rừng á, như là nãy giờ được đi lại tới ngày chừng khoảng 20-20 mấy mét à. Cái bên này. Má đẹp ra coi. Má ông này dẻ nè. Đây đây, quay cho. Mà ra tới cái tôi quay cho nha. Ra mà tới mà anh quay đi. Ra tới mà ngoài mà có người nghe kéo được cái con tiêu cái rẹt là mừng lắm luôn anh em. Bắt ông này dẻ này nè. Anh em trong nghề mới hiểu được nha. Đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Thả ra. Thả ông ra, thả ông ra. Cái này nó bị ấy quá, nhìn cái mặt cô nè. Mồ hôi. Mệt quá, với cái mặt giống như cái mặt lờ. Mắt giờ hành độc nhãn lông rồi, đứng vậy anh. Có bị đá vô mắt không Điệp? Có. Mới lũi vô chị ta. Mới lũi vô em chưa kịp. Ông này vẽ này mà anh em trong nghề bắt mới biết, nó mà đá vô trong mắt mình á là em dám hứa nó rát. Rát mà nó đau nó thúng không có chịu nổi. Nó sốt lắm. Nè, cái này là cả nhà. Một bao tay nè nha, cái này là Điệp mang nè. Hai cái bao tay với một cái bao tay này nữa, rồi thêm một cái bao tay này nữa là tính ra ba cái bao tay nha. Nó mấy có chịu được nổi nha, chứ mà mang mà nói mà một cái bao tay này của người bán không á nha thì rất là ảnh hưởng nha anh em mua á. Cái này một số anh em hỏi Điệp bắt ông rẻ mua bao nhiêu ở đâu thì Điệp cũng có nói anh em ở cái sạch trên mạng các anh miền Trung miền Bắc á bán rất là nhiều, các anh em miền Trung miền Bắc á là bán một bộ này á, là Điệp mua á, là có 450 thôi. 450 à. 450 ngàn nha. Anh em search trên mạng á, chứ Điệp không có bán nha. Mà Điệp bán thì chăng nữa Điệp mai Điệp cho anh em một cái một hai rồi mà công anh em bỏ nghề luôn. Nó bán chỗ á. Để cho người ta bán với anh ơi. Ừ, bởi vậy cái chén cơm nào của người khác thì Điệp không có khóa. Gì vậy? Cái gì vậy?
quýnh về vỏ hù. Là... gì vậy? Nó đeo à, anh hay nhìn đựng con gì vậy? Không có. Nó nhộng đẹp chứ. Con mắt của em nó bị dính trưởng anh. Nhộng nó đẹp chứ. Nhộng. Đâu rồi anh gọi mắt em chắc chắc đỏ đó nó xịt đây nè, cay lắm, cay đây nè. Ừ, đỏ mắt thôi. Có không? Có đỏ mắt. Dạ. Yeah. Ừ. Xịt vô trong mắt luôn, bây giờ mở nó hành nó hồng lên đi luôn. Rồi hồi nãy giờ nhờ Kagamen nè, anh Thuận Hà. Camera. Trời ơi đẹp. Hả? Trắng như ngọc trinh nè. Yeah. À. Ngon lành, ngon lành. Ngon lành cành đào. Mắt đẹp giờ thú quay. Cả nhà. Ê, gì? Đâu rồi bay ơi, bay mất tiêu rồi. Đâu rồi? Bay ơi, bay ơi, bay luôn rồi. Bay chưa? Bay đi luôn rồi. Bay đi luôn thì được. Đừng bay ở lại. Ừ, còn trắng. Còn quá trời luôn nè. Ừ. Ê. Ui, nổ mẹ ơi. Ui, ra ra. Về đắng đi, về đắng đi. Về là mổ chết đi, về bữa tao Tết. Ôi còn nhiều lắm luôn cả nhà. Ôi uống gì kìa. Trời ơi. Ừ, có chừng quỳ quỳ lên á. Con trúc ở trong cái vỏ sách đi ra kìa anh như này. Giờ con vừa vỏ sách toàn là trúc. Chú ừ, chú ra đây. Phát con lại chơi coi chơi nè. Ôi, coi chơi nó quýnh hồi vô tay giờ coi chơi giờ quýnh đó. Không, con này là không quýnh nè. Con này là con ông đực. Ờ, mà anh em cũng đừng có làm theo nha. Để nên anh Thuận Hà anh làm được rồi, hồi cái mỏ của anh dài hơn. Thôi à, mở đi. Anh em con lần thôi nha. À, thôi. Ghê quá thôi à. Không khuyến khích anh em làm theo nha. Lại anh em đùa chơi mà. Không có, tại vì nhìn con ông biết nha cả nhà, tại vì nhiều khi anh em không thấy, không có biết á. Ờ, tại vì ở trong nghề nên mới biết anh em biết được con ông nào chích và con ông nào không. Còn đẹp thì còn đẹp thì thua, nhưng mà không, mà đi không nha. Đâu để ở đây cái quay hình giả hình xương cái cho cả nhà nhà xem cái coi. Để ăn cái coi trắng như mặt kinh coi. Cải bài ra luôn. Nói chung là cũng được cái tầm giá khoảng cái này như ta khoảng cái ký ngoài nhộng ha. Ký thôi. Ừ, ký ngoài nhộng. Đó cả nhà ơi, anh em đủ quá trời mắt của con. Nói chuyện đừng có dụi nữa, anh đừng có dụi, anh dụi nó càng sốt. Ây da, nói chuyện mà muốn chữ thề luôn, quá trời. Ê, con này chích nè. Địp lùng quá. Con này chích nè. Con này hả? Ờ, con ông này chích nè. Con ông này chích nè. Ê, thiệt mà. Nó bà gai trời. Nấp hả cưng, nấp nè. Cả nhà thấy không? Ừ, cái nhọn ông là nhúc nhích kìa. Nguyên quẩy đều hết luôn. Vì anh em nào cũng có một chén cơm nghe nha, nên Điệp mới có gửi nhọn và bán nha. Đó chứ cái nghề nghiệp nên vì vậy mà cuộc sống hàng ngày á, chén cơm á đó cả nhà ơi. Nhiều đây cũng là cơm máu gạo tiền của vợ con Điệp. Cũng như các anh em vậy đó. Hôm nay đổ mồ hôi cho nè. Mũi cắn này nè. Hoa trời kiến nữa. Ừ, mũi cắn. Chảy xe luôn. Rồi, thành quả cũng được có tiếng ngoài. Dịp mến gửi lời thân thương á. Chúc đến quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em á trên khắp mọi miền đất nước á. Con buổi tối xem clip đẹp luôn, dạ hạnh và hạnh phúc nha. Thì trải nghiệm với anh em bác mấy ổ ta? Bốn ổ. Mắt đẹp nè nha. Con này đỏ. Không biết cái nhà có thấy hay đỏ không, Điệp cũng không biết nhìn có thấy có đỏ hay không nữa. Chứ giờ nó phê quá phê. Phê chê kéo dài. Điệp bye bye cô dì chú, cho chú bác nha. Thì anh này cũng có kênh YouTube Thuận Hà nha anh em vào kênh. Ủa qua đăng ký không em coi. Nay còn 400 người nữa đủ lượt bà kiếm tiền cả nhà. Qua ủng hộ gì cho nhỏ bà kiếm tiền nha. Ủng hộ cho nhỏ bà kiếm tiền. Nuôi vợ con nha mọi người. Mỗi lượt xem gì anh em nha, hỏi nữa cứ nhấp vào á. Kênh anh Thuận Hà ủng hộ cho anh có thêm động lực. Còn anh này thì anh cũng đi mưu sinh với Điệp là anh để kiếm tiền anh cưới vợ. Mà chắc ảnh cưới con Hương quá, Minh, Hương Minh Minh đèo quá. Ông thấy nó nhỏ gì chứ nhộng nó giáp trơn cộng nặng cái tàn ông luôn á. Ừ. Rồi, đi bye bye cả nhà nha. Rồi chào cả nhà nè. Rồi, chào cả nhà nha. Chúc mọi người có một chiều xem clip của anh Điệp vui vẻ nha. Chúc cả nhà có một buổi tối luôn hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi, cảm ơn anh Thuận. Chào tất cả mọi người nha. Rồi. Rồi Điệp up máy nha. Anh em sẵn.